quên là chưa thua mà. Ok, Vampire. Oh my god, Vampire. Jonas. Viper, wait, next game. Vampire. Legend anh cũng chả biết nhá. Có theo team nào hay không. Mod Liquid Apex nó chỉ đánh nó thôi. Nhưng mà team thì thực ra nó cũng chưa biết là team nào. Tại vì là hết hợp đồng với lại nó rồi. Không biết là ký hợp đồng với con nào nữa không. Chứ nếu mà đánh những cái giải mà kiểu là đánh nó vui. Nhưng mà giải liều tiều bé bé đánh cái gì. Giải theo kiểu đánh nó rồi. Loại là team thì các bạn phải đi ra đi đánh các giải đi đâu phải có tên phải có profile phải có gì gì đấy thì mới gọi là có team. Chứ thực ra mà team theo kiểu mà đánh online với lại đấy thì team gì team team ngày hôm nay các bạn là team ngày mai thì các bạn là Bolaku mở team đấy thằng form này có đánh mà. Oh my god, how to defend. Electro không chết, động xanh. GG, well play, good congratulations, Jonas. Let's see. Ông bầu, các bạn phải biết là phải có nhà tài trợ. He cannot kill Electro with a dragon. Thằng Jack nó Jack không được gặp hai game đều thua luôn. Ây, lấy Nas. Cuối mùa bọn nó đánh hiểu gọi điện thoại xếp hạng ngấp lộn. Đàn phút nữa. Đâu đó khoảng 8 trận nữa. Piper is searching. Sao cái deck fire rock miner fireball này mà lại thua thắng được cái deck Elixir Golem này ta? Nếu mà có Tornado thì sẽ là dễ ăn. Nhưng mà cái deck này lại không có Tornado. Hai skill vết ở trên skill. Not skill deck. Không kịp rồi, bắt Bunny không kịp rồi. Jonas in game. Hazan. Viper searching. Muzi vs Morten. Yali. Ok, thành. Muzi vs Morten.
4 minutes left. One last game. Okay, congratulations, Jonas. You got the zip mashup. Good job. One foot. Bass. Oh, it's too bass. Short. Ba phút nữa không kịp rồi, Jonas đúng không? Jonas the one! Jonas the one! Oh my god! Okay, waiting for the last game. Thôi xong rồi. Bad Bunny, let's go boy! Đây rồi, lock base đây rồi. Support top 2 à. Lock base so one đi. Chúng ta sẽ cần một cái nữa. Anyway, have a good night. Thanks for stream today. Very nice to see you soon. Okay, have a nice day and good night, bro. Thank you for support. Rằng, các bạn cũng biết là Remy này mùa trước vào đâu cái hôm cách đây 20 win đấy, 20 win challenge thì mình có làm clip về thanh niên này. Đánh đến 19-0, cuối cùng là 19-0 xong 19-1, 19-2, có cùng 19-3. Không, không có cùng là 22. Rất là may. 19-0 nhá, sau đấy 19-1, sau đấy 19-2 ạ. Viper is offline. Ê, need a good push right now. Jonathan Dan. Roborock cũng 11 rồi. Ok, 8 minutes left. 1-0. Happy. Black David. Mình check thêm clan này. À, Premier League chốt 1. Hay quá Remy ơi. Ê, Viper, he's searching bro. Why him? Stop. Ôi giời ơi, defend không kịp. Defend không kịp tay các cháu ạ. Đánh mỏi chân luôn ấy. Oh my god, the auto defend. Ôi giời ơi. Ui, một ca Goblin Barrel hay quá, tay nhanh hơn não. Goblin Barrel, and we need a lot of rockets. Goblin Barrel. Một pha ném Goblin Barrel quá nhanh. Good job. Holy shit. What the fuck is that? Ôi dồi ôi, mình còn không biết là thả cái gì nữa cơ. What the fuck?